Hai con được à? À biết được. Ui con này lên đá chết cả. Ui xuống. Đang bắt tướng Avi rồi nhé. Đứng xuống lên đây. À, mồi mình cho đây. Đâu mồi mình đâu rồi? À đây mồi mình đây. Làm nó đây. Mẹ. Đầu đàn Avi khoảng độ 70 con. Cái Avi này phải tầm 70 con. Ui lại xòe nữa. Chết rồi. Ui. Xòe nữa. À, cực vip luôn anh em nhé. Anh em cần con bò này cứ liên hệ với Lam 0963243316. Con hàng này mà anh em không chốt thì đúng là anh em nghỉ chơi chim đi, đừng chơi chim nữa. Thằng mù cũng phải chốt con chim này chứ đừng có nói là thằng điếc. Cấp luôn. Đây, mình sẽ quay tạm thời cái AV cho anh em xem rất nhiều chim luôn. Ui, bây giờ nó đấu ra đi. Ui giời ơi. Con nào nhảy đấy? Con khác không phải con đấy.